SUV hạng sang Volkswagen Touareg 2015 đầu tiên được nhập về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu World Auto. Touareg 2015 được nâng cấp thiết kế lẫn nội thất, hứa hẹn sẽ là bản facelift đáng giá và góp phần nâng cao doanh số Volkswagen tại Việt Nam. Volkswagen Touareg 2015 được phát triển dựa trên khung gầm của dòng Audi Q7 và Porsche Cayenne do cùng thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.801mm, 2.208mm và 1.709mm với trục cơ sở dài 2.893mm. Ngoài ra, với sự phát triển về công nghệ thân xe, Touareg 2015 có trọng lượng nhẹ hơn chỉ với 2.103kg. Về ngoại hình, Touareg 2015 khá nam tính với thân hình rộng hơn, các đường nét cứng rắn và có cảm giác như một dòng crossover qua gông. Ngoại hình này ảnh hưởng trực tiếp tới nội thất, giúp cho bên trong xe rộng rãi và đa dụng hơn. Đầu xe cùng các lưới tản nhiệt, hốc gió thanh ngang, cụm đèn pha mới cũng góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh về thiết kế. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh với chức năng tự động điều chỉnh giải sáng và chiếu sáng theo góc lái, hệ thống rửa đèn cùng với đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED, đèn pha bi xenon tự động kết hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước tích hợp tính năng mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua. Ngoài ra, xe được trang bị thêm mâm đúc hợp kim nhôm 20 inch tạo vẻ khỏe khoắn. Chức năng tự động chống chói cho gương chiếu hậu bên ngoài và bên trong cũng được tích hợp cho chiếc xe này. Ngoại thất của xe còn rất ấn tượng nhờ vào bộ ống xả kép kiểu dáng thể thao làm bằng thép không gỉ, ba ga mui xe và cốp chỉnh điện chống kẹt. Nội thất Touareg mới sử dụng da cao cấp với ghế có chức năng chỉnh điện và nhớ ghế, vô lăng cũng được bọc da, màn hình điều khiển điện tử kết hợp đồng hồ số, các mảng ốp gỗ xung quanh cần số cũng góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho nội thất của Touareg 2015. Vô lăng đa chức năng bọc da được thiết kế kiểu dáng thể thao, điều chỉnh đa hướng, tự động thu lại khi va đập. Ghế người lái và hành khách phía trước chỉnh điện 14 hướng, chức năng nhớ vị trí cho ghế lái và gương chiếu hậu. Ghế trước được trang bị hệ thống sưởi, ghế sau được dịch chuyển và gập 40-60, hệ thống khởi động bằng nút bấm Start-Stop, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập kèm cửa gió điều hòa phía sau, cụm đồng hồ điện tử Premium đa màu sắc hiển thị đa thông tin, hệ thống giải trí bao gồm CD 6 đĩa hỗ trợ MP3, MP4, AUX, 8 loa cao cấp, tựa tay trung tâm ghế trước tách rời, dịch chuyển, tích hợp ngăn chứa vật dụng. Bên dưới nắp capo là động cơ xăng FSI V6 phun nhiên liệu trực tiếp với dung tích 3.6 lít V6 có công suất 280 mã lực tại 6.200 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 360 Nm tại 3.200 vòng 1 phút. Sức mạnh này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Tiptronic với chế độ lái thể thao giúp xe đạt vận tốc tối đa 228 km/h. Là một mẫu xe Đức nên Touareg 2015 được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như 6 túi khí, phanh ABS, BA, EBD, chống trượt khi tăng tốc, ASR, cân bằng điện tử ESP, khóa V-size trung tâm điện tử, kiểm soát lực kéo EDTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo, phanh tay điện tử và chức năng Auto Hold, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo tài xế buồn ngủ, khóa trẻ em. Mẫu SUV hạng sang Volkswagen Touareg 2015 được nhập về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu World Auto, hiện đang được bán với giá 2 tỷ 889 triệu đồng.